Đi mua đồng hồ Rolex mà. Cái gì cơ? Rolex 800 triệu cho anh đồ. Hello, xin chào em ở gì? Chị gì cơ? Phải không? Phải không vậy? Nhanh lên em còn xếp hàng nữa. Đừng có điều điều nữa nghe chưa? Anh Độ có thấy thằng Nhím đó, anh Độ có thấy thằng Nhím đó, mỗi lần có thường có điều điều đó. Chào anh, xong nay cái tóc quá thẳng dữ vậy. À trời ơi, chưa kịp làm tóc cho Nhím. Đây, cameraman này. Hôm nay là hứa là tới sớm là sẽ làm tóc. Nào, ướm góc đi. Rồi. Một kiểu nữa. Đổi phong cách. Xích nhau tí, xích gần gần. Rồi. Đúng rồi. Tình cảm lên thế này không? Tình lên. Đấy, nét luôn. Beautiful luôn. Trời ơi. Đến lên em. Từ A. Rồi. Từ bao nó kiểu vậy? Ôi giời. Chú mình chứ ngỏ. Em nữa tới chụp thêm nữa. Đấy. Ok. Chưa có ám chụp nữa mà. Quay. Thẩm vấn xong ta đưa mic cho cái thi ừ, thì bạn ấy cảm ơn luôn. Nhưng mà sao mà anh sống mẹo vậy hả? Sao anh sống mẹo đọc tin nhắn dữ vậy? Đọc kinh chat chứ, đọc kinh chat quá trời luôn. Đi ra ai cũng đọc kinh chat. Không sao mà Thi ạ, anh xin lỗi. Không sao anh với mày đều bị quê. Nhưng mà do anh nên mày bị quê. Nhưng không phải. Không, do chị không hiểu tiếng Việt. Do bất đồng ngôn ngữ thôi. Đúng ra sắp xếp hợp lý nhất là chị phỏng vấn tiếng Việt, chị đứng ở bên này, bên kia. Đúng vậy. Mà cho tao đi cuối thì tao đứng cạnh chị ấy thì nó sẽ hợp lý hơn. Chị sẽ được truyền mic cho em. Đúng. Ờ đúng rồi, có chị phỏng vấn ở bên trái mày ạ. Chị chưa kịp, chị kia chỉ Thanh Kiều rồi. Chị chưa kịp, chị đã quay vào Thanh Kiều rồi. Thì theo kịch bản là tôi phải tới sớm hơn để tôi vô tôi phỏng vấn. Nhưng mà chuyến bay của tôi đáp quá trễ. Không, chuyến bay đáp đúng giờ. Nhưng mà do tắc đường. Ở Thái Lan tắc đường quá. Khủng khiếp. Nãy mình gấp gáp quá, mình phải tự cắt cái máy mình luôn. Em qua không đi được. Hôm qua 12 giờ em còn đang ở các bà anh ơi. Hôm qua thì đi chụp đúng không? Đi quay. Đi quay một album cho Double 2T. Wow, có được lướt không nhỉ? Nhưng mà chưa được list tại vì sắp tới rồi, bạn sắp release rồi. Trời hôm nay Dép mới làm tóc ra hết ta. Rồi em làm xong rồi. Hôm nay là sau có gì được tán thêm mấy buổi nữa với cả chị Lý Nhi đấy. Bên này như thường lệ, đây sẽ là show mỗi năm một lần. Outfit ngày hôm nay bao nhiêu tiền ạ? Nhưng mà sao năm nào cũng cái này là năm nào cũng xài đúng không? Ồ cái này là bất diệt mà. Bất diệt. À nhưng mà anh Ben mới xăm hình. Đúng. Trời ơi. Trang chốc da luôn. Nguyên hình này thôi. Nguyên hình mấy này. Mấy triệu rồi. Đúng rồi. Em đoán nha 4 triệu. Nhưng mà outfit dưới 5 triệu. Ủa gì kỳ vậy? Vậy cái hình này 4 triệu. Em đoán hình xăm này 4 triệu. Chuẩn chưa? 4 triệu. Quá chuẩn. Hai bốn chục vậy. Chắc thật. Đây nè, đây nha, tai này chrome có kim 25 củ. 25 củ. Turbo round này, ít nhất mười mấy. Tóc này mới, tóc thôi không tính đi. Bộ đồ đi. Không, cái này. Cái này nếu mà đúng ra 25. Không, em nghĩ cái này khoảng 17. Không, cái này không có ruby. Không có nhẫn nhẫn nữa. Không, ruby là hai khả năng là 2 mấy. 200 luôn á mét. Đây là kim cương. Chúng ta là ngang thôi. Đấy. Dạ. Ok, mày coi xong chưa? Dạ xong rồi ạ. Tép đứng đây này. Dạ. Vô. Mày cô đứng ngang. Mày nhìn thấy cái gì không? Em nhìn thấy cái gì ạ? Cái logo. Không, nhìn lại một lần nữa. Kéo nhìn thấy gì thì nói nè, kéo nhìn thấy. Thiệt không thấy gì thiệt. Ờ, đéo thấy gì. Không có gì. Năm thằng tao đang lấy vest giống nhau. À. Nhưng mày nhìn có sự khác nhau không? Có. Thằng nào khác? Ủa đấy, may xong rồi đéo mặc, nó đi mặc cũng khác. À. Hèn gì, nhưng mà yên tâm đi, anh chỉ bảo một vest của anh chỉ có 4 dưới 5 triệu thôi. Anh nhường spotlight lại cho mọi người. Không thực tế. Nhưng tại sao mọi người lại 4 triệu đô? Bốn thấy gì không? Cái bộ đồ kia này. Thấy gì không? Có thấy gì được không? Đồng hồ à? Có bôi có đồng hồ. Không. À, dây, dây. Rồi đấy mà sẽ khác người không?
tóc. Tóc. Thấy khác không? Hình như anh mới làm lại luôn á. Mới làm lại luôn. Có một cái khác nữa. Cái kính. Đấy. Có một cái khác nữa. Cái này. Quá nhiều. Còn gì nữa vậy? À, đúng rồi, đúng rồi, Huy. Nhưng mà cái áo trong này giống nhau đúng không ạ? Thấy rồi, quay rồi. Hôm nay tao gọi xong là đi đôi này có mỏi không? Ủa, khoan, cho em hỏi cái đôi này là mình bị tách cái ngón chân ra luôn hả? Tách ngón chân ra, xong rồi mình lại phải đi thêm một cái tách trước. À, phải không? Đây phải đoán em nó đi chân đất hay là nó đi... Em đoán là đi chân đất. Đúng rồi. Chứ ai à? Vén lên coi thử có. Đất mà. Sai, bạn chỉ 10 điểm. Ôi. Một cái mất nhỏ nữa. Là gì? Là gì? Mất nhỏ là đây nha, 5 bộ vest anh bên mặc lẻ đúng không? Đấy, thì quay ra hai người trả tiền thì là em với anh Ben. Nhưng anh Ben cũng trả một nửa cho team. Đây năm bọn em. Cái gì? Khoan. Mọi người đi may vest mà cũng quay trả tiền luôn hả? Em biết bộ vest này bao tiền không? Bao nhiêu? Một bộ. Em đoán là 15 triệu một bộ. Bao nhiêu? 45 nghìn năm là gấp còn 250 triệu. 300 triệu. 225 triệu. Không, 225 triệu. Nhưng không mặc. Hâm mộ chưa? Hâm mộ quá. Nhưng không mặc. Vậy cuối cùng cái bộ đó để đâu anh? Vứt nhà. Cuối cùng bộ đó để nhà hả? Để nhà rồi. Làm sao không? Anh có đem theo anh? À, backup hả anh? Nhưng mà anh thấy gầy quá. Ủa vậy sao? Mày biết cái này bao tiền không? Cái này, cái rẻ rách này em nghĩ chắc cỡ. Lót nồi rẻ rách gì nữa. Đó là lót nồi của hãng gì nữa. Lót nồi của hãng gì nữa. Em nghĩ chắc cỡ. Trời ơi, trời. Thôi, em thấy anh là nên rồi, là biết bộ vest rồi. Bây giờ đến cái đồng hồ đi, đồng hồ mỗi người xè ra giùm em đi. Ấy, quên, cái đồng hồ quên rồi. Ôi trời ơi, đi mua đồng hồ Rolex. Cái gì cơ? Rolex, 100 triệu. Mấy thằng em là thương, tao đi bộ mà tao quên mang đồng hồ. À hả? Tao không mang đồng hồ. À, nên hôm qua chúng nó tự đi làm cho tao một món quà bất ngờ. Bất ngờ Rolex cho tao luôn. Sốc chưa? Một đứa có tiền mà mua tao bất ngờ luôn. Thì nhớ xem 800, 2, 4, 6. Anh đeo đi. Không phải mà là bọn nó quên mất không cắt mắt. Thế là nó bị à không mang được. Vậy thì cho khoe đồng hồ đi ạ. Năm cũ mà, nó vẫn là thì ý là khoe ra cho coi. Đồng hồ bình thường. Không có. Sao này không có? Này là không phụ kiện. Sao ê khoan nhưng mà nhưng mà cái này cũng hơi bé nữa. Bé nhưng mà võ công à, bé võ cũng thiếp quá. Tôi đều vô thấy nhìn đẹp trai không? Hèn chi hồi nãy là thấy là hơi banh banh á. Đè đúng rồi, ai cũng thắt nút tới đây hết. Đúng, đây ông này ông bung đến tận đây luôn mà. Đâu? Nào ấy thế mà. Thấy bỏ ra mà. Lịch sử. Em bung một phút rồi. Em bắt bòi quá. Em bắt bòi. Để cho các em nhìn. Đúng rồi. Nhím nhím đâu lại cái này đi. Không có, không có. Còn bật nhạc không? Có cần bật nhạc không? Chưa, ba bây giờ hai đứa mình đứng nói chuyện nhá. Xin kem đổi nhím đi nhím gì. Không, đúng rồi, không phải, chúng ta cứ đứng nói chuyện đi, tao sẽ mở cửa ra tao bắt này. Anh em thôi, anh bảo thi thôi, bảo thi đi thôi. Chỉ đợi em lại, chỉ đợi em lại. Trời. Cũng à. Bắt này. Anh phải lách cái hông thôi chứ. Thôi chị ấy quen mình đi. Ngạo nghễ vô cha. Kéo cái tấc cao lên. Tấc cao hẳn lên. Đây mỗi người đang tút tát tút tát. Rồi xem đồng hồ đúng không? Xem đồng hồ. Xem gì. Rồi chỉnh cổ tay nhìn thằng Ben. Nhìn không khi mà. Nhìn thằng gì nữa nào. Lạnh lùng quá, lạnh lùng quá. Đúng rồi. Chủ tịch tổng tài. Tổng tài Rambo tí nhảy tí tắc không? Nhảy đi. Rồi, nhìn thằng Bo nào. Sao nhìn sao? Nào. Rồi, bên đẹp rồi. Cái chân béo lên quá, cái chân vừa vừa thôi. Cái chân vừa à? Nhìn nãy giờ cái nhảy có thấy không? Chắc không sao luôn. Rồi, mà xong rồi. Ơ kìa. Đâu, chụp cho tao cái, đến lúc tao đi như này. Em nữa. Đâu? Mày thôi, mày có mặc vest team đéo đâu.
Ê sao đứa nhớ của tổng đài có phải mua từ 20 bạt không? Hứa này kỳ đấy đi. Em lấy điểm gì đấy của anh là điểm rất sang ấy đúng không? Nhưng mà đến lúc vé lên một cái rồi đất này kỳ. Em lấy điểm dày của anh là điểm dưới của anh á. Ê, hình như là đôi tất là tất đá banh phải không ta? Đúng rồi. Có lộ tất không? Lộ tất. Ê, Nhím ơi đi ra, anh nổi chụp kia. Không, như là lộ cái vòng đỏ thôi chứ còn không. Trời, anh nói xuất thần quá. Đẹp lắm anh tổng đài ơi. Đấy, tổng đài đó. Đẹp. Phát liên tục ra nha. Rắc. Sao cái mắt hơi trợn anh ơi? Cái trái này hả? Xem okay. Đồng hồ đi anh. Rồi xem đồng hồ. Kéo có đồng hồ. Thế kéo cổ tay. Tụi anh Ben đang tạo dáng nhưng không được ai chụp. Ai biểu ngựa? Anh đem hai cái vest là anh có âm mưu. Đi. Cảm giác của Rambo ngày hôm nay tới đây như nào ạ? Anh dữ vậy? Anh nhanh gì mà kỳ vậy? Anh nhanh đi. Anh nhanh mà cái này hơi lâu á. Không, cái này chín. 10 giờ nữa mình được ăn đó. 9 giờ chứ. Không. Tao để dành cho. Tao sợ ti không ăn mình uống. Tao ăn tao sợ bị bột bụi. Có tập không? Giờ này còn tập không? Còn hình như cái này là huyết nè má. Sai bà nội. Cái gì vậy? Cái là xin sai xin sáo. Cái gì sai bà nội? Nghe là tụi tôi không có dám đi, không có dám ăn tại vì sợ mập. Trời anh Ben, ăn nhanh gì mà kỳ vậy? Ăn nhanh mà. Ủa, ăn nhanh. Trời ơi, sau khi quay TikTok, tôi đổ súp, súp bắp mô ngon. Ê, chắc sẽ không phiền đâu nếu như ăn chung với mọi người đúng không? Ăn chung mọi người được không? Ăn được, ăn được. Cái này là cái gì? Không hỏi luôn. Thank you. À, chả cá. 10 phút nữa. Nhưng mà mình không có dám ăn nhiều. Lại cho mình bữa. Đồ ăn ngon không? Nói anh chưa được chơi đó. Nói chai chưa? Thì nằm dưới rồi. Am quang. Ở pha am quang. Bố ơi mày ký sao lại ký bu ngô vậy bố? Anh đổ ký. Đây là chữ ký của mọi người. Hôm nay mình ký đơn giản thôi. Mình không có ký đường ràng. Ây da. Trời ơi ác liệt chưa. Khủng khiếp chưa. Wow. Tụi tôi giống như là bị lạc lối, bị ngại. Bọn tôi có 5 số. 5 số VIP nhất ở đây quá. Từ số 1 đến số 5 tôi là số 1. Mấy số kia tôi vứt lại ân và chia. Anh ơi đẹp quá. Trời ơi gọi áp tờ bạc ti. Anh áp tờ bạc ti ai mà chậu thế nhỉ? Ai đây anh Ben thì áp tờ bạc ti mặc đồ cũng hip hop bình thường thôi. Anh Độ đang over there. Đồng văn mà lại mặc áo Balenciaga là hiểu luôn. À